cảnh báo nhiều ngôi nhà thời gian tới có nguy cơ bị mất đất nhưng lại không biết gì. Nếu chỉ nhìn bản đồ trên Google Maps bạn sẽ chẳng thấy được gì chỉ thấy các mái nhà thôi. Nhưng trên web này bạn sẽ thấy được những điều mà bạn không ngờ tới. Để tôi chuyển sang bản đồ quy hoạch cho bạn xem. Như bạn thấy đã có một vệt vàng hiện ra và đó chính là con đường sẽ sớm được xây dựng đi qua đây và đương nhiên rồi các nhà nằm trong vệt vàng sẽ bị thu hồi đất. Tuy nhiên đây lại là niềm vui cho các nhà không bị dính vệt vàng và ở sát gần nó, hiển nhiên các ngôi nhà này sẽ thành đất mặt đường lớn, tiềm năng tương lai lớn vô cùng. Tôi xin chúc mừng họ và chia buồn với những nhà nằm trong vệt vàng, chứ chẳng thể nói được điều gì tốt đẹp hơn. Tôi sẽ đo thử con đường này xem nó như nào. Bạn bấm vào ký hiệu này để đo. 35 mét tương đối lớn đó, vậy nên khi mua đất bạn nên trước khi quy hoạch để chọn khu đất tốt, có thể điển hình là bên cạnh con đường này. Thông thường xem quy hoạch bạn nên ra địa chính xem, nhưng như vậy có thể mất phí. Cuộc sống là những lựa chọn và đôi khi nó bắt buộc ta chọn, vì vậy bạn có thể nên địa chính hoặc cầm chính chiếc điện thoại của mình lên và vào ngay huylan.vn để kiểm tra quy hoạch nhà đất và xem tất cả các loại bản đồ quy hoạch trên toàn quốc.